Chào cả nhà, hôm nay mình đi qua cái chỗ nhà thờ Tân Đình. Đây, nhà thờ Tân Đình thì ở đây có một cái tiệm siro đá bào rất là nổi tiếng, lâu đời rồi. Đây, tiệm siro đá bào đây. Một tiệm siro đá bào ở trong một cái con hẻm đây. Phường Tân Bình, quận 1, hẻm 250 nha mọi người. Ở bên này nhà thờ Tân Bình, một cái địa chỉ du lịch rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Du khách thường đến đây để hành hương. Mời chúng ta đến thăm quận 1 nha mọi người. Cho thì con hai ly nha. Đây, xem cần cô làm cái món siro đá bào mà. Chụp vật cô hả? Gì nhỉ? Chụp vật là nhớ món nghề. Cái này là mít. Là chuối. Chuối mật phải không? Chuối mật. Dạ. Đây, cái cục đá thành thành đây mọi người. Đây. Chúng sẽ dùng cục đá này để vào đây. 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 Là cái công đoạn hấp dẫn nhất vào ra. Mấy chục năm rồi hả cô ha? Trước giải phóng. Wow. Quán này bán được trước giải phóng. Trước giải phóng. Rất là nhân, làm rất là nhân. Xíu là xong hai ly siro đá bào. Con siro đâu hay siro gì á cô? Siro dâu. Siro dâu. Và cái nước này là nước gì cô ha? Thơm. Hay rất thơm rồi. Là mình nước ép thơm á cô? Không, thơm nấu. À, nước thơm nấu, nấu không phải là ép. Dạ. Trong cái ly siro này là gồm những cái thành phần gì hả cô ha? Thì này thơm nè, tầm ruột nè, mít nè, chuối nè, mỏng nè. Muối nè, siro nè. Tuyệt vời. Những cái món mình rất là thích nha. Một ly này là bao nhiêu tiền cô ha? Một ly 15 nghìn. Dạ, mình bán ở đây là từ mấy giờ đến mấy giờ? 11 giờ tới 5 giờ. Dạ. 10 giờ gửi đời ra tới đây nhưng mà dọn hàng xong chưa 11 giờ. Dạ. Cô, thì tại sao mà mình lại dùng cái viên đá này ta? Mình không dùng cái đá mà bữa nay có đá sấy á. Người ta còn sấy. Nó sấy nó bự lắm. À. Nó to lắm. À. Cái này nó nhiệt hơn. Cái này mình tự làm. Tự vào nó nhiều hơn. Ở Sài Gòn thì có nhiều cái chỗ mà bán như thế này không có, chắc là không có đúng không? Đó, không có một cái. Có người bán đó, chứ không có đâu. Đây, con thấy là 30 đồng. Đây, bên cạnh cái lưỡi bào đây. Lưỡi bào này sắc lắm. Có một cái lưỡi dao ở trên cùng. Còn đây là cái ly siro đấy mọi người à, giải khát cho cái mùa nóng ở Sài Gòn. Rất là tuyệt vời. Thơm.
rất là thơ mọi người. Được rồi, đây, con cảm ơn cô nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cô là bạn từ trước giải phóng rồi nha mọi người. Có ai đi qua đây thì ghé vào ủng hộ cô này. Quả rất ngon và thơm. Đa là những cái con hẻm như thế này có nhiều cái món ăn rất là đặc biệt và lâu đời. Cái tiệm này là đã hơn 20 năm rồi mọi người. Đây. Cô chủ đứng bán đây mọi người. Ở ngoài này nhà thờ Tân Đình, một cái địa chỉ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhà thờ của màu hồng rất là đẹp. Ờ, vô đi cùng. Đây, chào tất cả mọi người nha. Đây là một cái ly siro đá bào. Thì nó ở trong này còn có nhiều cái thành phần như chuối này, trái cây trùng ruột, mít và siro dâu. Ngọt này cũng rất là thơm, bình thường thì rất là thơm nha mọi người. Rất là phù hợp cho cái thời tiết nóng bức như ở Sài Gòn. Một ly như vậy là 15 ngàn nhé. Ai có dịp đi qua đây thì chú ý thời gian là cô bán từ khoảng 9 giờ 8 rưỡi 9 giờ sáng đến là chiều luôn. Ngay ở cái nhà thờ Tân Đình á, nhà thờ màu hồng á. Đây con hẻm đối diện con hẻm 250 mọi người. Món siro này ở Sài Gòn rất là hiếm gặp. Rất là khó tìm đấy mọi người. Đây, mời mọi người thưởng thức thử nha. Toàn thơm giống như là cái mùi ngày xưa gọi là kẹo chân đó. Rất là ngon. Nhiều cái thành phần ở bên trong giống như hoa quả dâm vậy đó, có mít này, chuối này, đây một miếng mơ dâm hay là dê dâm này nữa, rất là ngon. Ai đi qua đây ghé vào thưởng thức tiền thì ghé qua nhà thờ Tân Đình tham quan check in. Món siro đá bao ở Sài Gòn thì nó đã biến mất. Ngày xưa thì rất là nhiều, nhưng mà có ta đá nữa hả cô? Dạ vâng. Ăn uống siro đá bao xong được cô khuyến mại thêm ta đá rồi nha mọi người. Cô ơi, cái máy bào này thì mình có hay phải thay cái lưỡi của nó như kiểu ấy không cô? Kiểu mình bào cũng... Cái này mình lo lo cái giống như cục lễ hay gì đó. Cái đó mình tháo ra được. Tháo ra một tuần mai luôn. Dạ. Cái này giống cái máy bào gỗ cô ha. Cái máy mà gỗ á. Cái này dùng chắc cũng lâu lắm rồi quá ha. Mày cái này chỉ thay mấy cái rồi. Dạ. Mày hoa cái công việc mà siro đá bào này mình học từ đâu hay là mình cái này là của ông già ông bà chị. À, gia truyền. Ôi, cái giờ mà
bán đến sáng đến tối. Không, bán tới 5 giờ. 5 giờ chiều. Ở sớm là về sớm. Hết sớm là sớm. Và cái giờ mà gọi là mà đông các bạn trẻ đấy ăn nhất thì giờ nào cô ha? Cái này vô trận. Dạ. Vô trận nó kiểu như ta không có đi học cái ta tới ta nhiều khi ta cũng đi làm mà người ta không có tới sớm. Dạ. Khi ta đi làm khi ta ghé thôi. Cuối tuần thì chắc là đông lắm thôi. Cái này là cái gì ta? Cái này để mình để đá đó. Để mình giữ cái cục đá lại. Đúng rồi, cái này dùng giữ cái đá lại mọi người. Đây nguyên cả cái bồ của nó đây mọi người. Mình ở đây mình siro thì mình ngoài siro dâu mình có cho siro khác không cô? Là siro dâu thôi. Có một loại thôi. Một loại và một giá thôi là 15.000 thôi. 15.000, ai mà muốn thêm đồ ăn thì 20. Thì là mình có thể kêu thêm bỏ thêm trái cây vô. Bỏ thêm một chút vô thì 15.000. Thêm tiền. Dạ. Yeah. Yeah. Như bây giờ thêm mọt, thêm chuối, thêm mít, thêm đủ thứ vô. Bây giờ mình quân thì chỉ bán đi 15.000 thôi. Yeah. Nếu mà ai thêm đồ ăn thì 20, thì khách hàng muốn ăn nhiều thì 20. Dạ. Còn không thì thường. Nếu mà đi của em 15.000 đúng không? Còn em muốn ăn thêm đồ là 20. Dạ. Yeah. Đúng rồi, mình thêm đồ mình phải tăng giá. Thế thì mỗi thứ một chút vô thì có nhiều lắm á. Dạ. Nhiều chứ. Nếu mà một đi mà chị mà làm một đi 20.000 mà cho khách đó mà đồ ăn nó cũng phải là hơn nửa đi. Dạ, dạ. Phải hơn nửa đi nha. Dạ. Đồ ăn chứ không phải là đồ ăn ít nha. Đồ ăn là chị múc ra là hơn nửa đi đó. Dạ, dạ. Ví dụ như ở đây mà mọi người mà muốn đặt mà để mà mang đi. Thì dạng như là bây giờ khách hàng người ta biết điện thoại, cái số điện thoại người ta sẽ gọi điện. Cô có số điện thoại đúng không ạ? Đúng rồi. Cô đọc cho mọi người á. Nếu mà gần, yeah. Nếu mà gần đây nè. Nếu mà gần Điện Sáu nè, Điện Ninh Kiểu này gần á, chị giao. Gọi là bán kính 5 cây số là giao được. Gần không, gần thì chị giao không đi. Chị giao tận nơi, còn nếu mà xa quá thì gọi điện thì kêu xe ôm lên đi thì bên kia trả tiền xe. Dạ. Vậy cái số điện thoại. Tại vì mình bán một đêm mình đâu có lời mình cái tiền. Rồi, cái này người ta có lời mấy. Chẳng như bây giờ giao tốt ở ngoài quận 4 hay nào ở bên bên Nguyễn Huệ thì nó xa quá, chị đâu có đi được. Dạ. Yeah. Thì xe đem đi thì bên kia trả tiền xe, bên kia nó giữ tiền xe. Yeah. Cái số điện thoại của cô là bao nhiêu để mọi người có thể gọi nếu mà nhà những người gần đây mà chưa biết hay là hoặc là họ muốn ăn thì có thể gọi cô theo cái số điện thoại nào ạ? 0934 116 116 832 832 0934 116 832. Cô tên gì cô ạ? Tên Tâm. Tên Tâm. Mọi người có thể gọi cái số điện thoại. Có thể là dùng dịch vụ GrabFood hay là dùng xe ôm. Hoặc là nếu mà các bạn ở gần ở khu vực mà chợ Tân Định hoặc là nhà chợ Tân Định thì có thể gọi cho cô Tâm những cái số điện thoại đó thì gần thì cô sẽ giao cho. Còn đối với cái cục đá này thì có cái gì đặc biệt luôn ha, cục đá này? Tại vì để đá vô thôi, để cục đá vô thôi, nhiều khi mình tiện ta. Mình phải chọn cục đá nào nó già như thế nào không? Nó già đá tức là nó lâu tan á. Thì đó mình để cục đá vô sẵn gì thôi chứ nó... Dạ. Cô ở đây mấy du khách mà cũng hay đến nhà thờ Tân Định chơi thì họ có qua đây họ ăn không? Nhưng mà lúc thế thì nhưng mình có giao tiếp được với họ không? Không, nhiều nó nói tiếng mình không thể. Yeah. Nó hỏi giá nó được số nó đưa điện thoại nó kêu mình bấm số vô ví dụ đây là mình bấm 15.000 vậy đó. Dạ dạ dạ. Nói là nó theo nó trả tiền thôi. Dạ yeah, dạ. Có người thì nhiều khi có người thì nó lại người ta đang mua cái nó trả tiền nhiều tiền cái nó biết cái giá tiền nó trả vậy thôi. Khách tới người ta tới ăn đông quá. Cũng nhiều khi cũng có người ăn đông. Cái là người ta thấy là lạ người ta mua ăn thử. Dạ dạ. Ví dụ mình đi qua nước khác mình thấy là lạ mình cũng mua ăn thử. Dạ 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 hay đó. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô mua may bán đắt. Đây nhà thờ Tân Định bên này nha mọi người. Đây là những nguyên liệu của cô làm hay làm hay mơ gì hoàng âm. Đây là mít. Trung ruộng và đây là đặc biệt là nước chứa mọi người. Mai cho đến cái này mòn thôi là mòn mọi người. Mòn gỗ cứng mòn lắm.
mà đường giao bên nó sắp. Do bạn cũng rất lâu rồi, những người trong con hẻm này đều quen biết và rất là tình cảm. Bên này là một cái đoàn khách châu Á, không biết là nước nào, thấy qua đây chơi chụp hình. Đó là tình Tâm có nhà có gần đây không? Không, nhà có đồng sen. Dạ? Đồng sen. À, đồng sen luôn. À, quận 11 gần đây. Xa quá. Mấy người này họ không vào mua ăn thử ha. Du khách. Du khách này không thấy thì không có nhìn thấy. Cô đâu có để cái hình to bự này không? Cái mình không biết. Mình có bằng hiệu gì hết. Đây cũng có bằng hiệu gì. Nếu mà mình làm cái bảng hiệu thì nó dễ hơn. Cần bản thân thích quen thôi. Rất du lịch. Bữa nay với cái sự phát triển của kinh tế thì cái món siro đá bao đã thất truyền và coi như là tuyệt chủng rồi. Chỉ còn một điểm duy nhất ở Sài Gòn này bán thôi mọi người. Ai có dịp mà đi qua đây thì hãy thưởng thức lại tại cái này cũng gắn với tuổi thơ của rất là nhiều người ở Sài Gòn. Đây, chào mọi người nha. Để mình vào mình review một đoạn clip cho mọi người cùng xem nha.